Ăn chuối có tác dụng gì? Ăn chuối có béo không? Chuối, loại quả được coi là thần dược của chúng ta, với hàm lượng dinh dưỡng phong phú cũng như khả năng tuyệt vời mà chúng mang lại. Hãy cùng khám phá những công dụng từ loại quả này thông qua video Ăn chuối có tác dụng gì? Ăn chuối có béo không? Ăn chuối có tác dụng gì? Tốt cho người bệnh cao huyết áp, với hàm lượng khoáng chất kali phong phú, cùng đó là hàm lượng muối thấp nên chuối có tác dụng rất lớn trong việc duy trì tình trạng cân bằng của huyết áp. Bên cạnh đó các nhà khoa học cũng chỉ ra rằng hợp chất potassium có trong chuối cũng làm giảm huyết áp. Do đó ăn hai quả chuối mỗi ngày trong một tuần bạn có thể thấy chỉ số huyết áp của mình giảm khoảng 10%. Thần dược cho tâm trạng Lượng vitamin B cao trong chuối giúp bạn giữ bình tĩnh rất tốt. Cùng đó, 5 hydroxytryptamin và amin 5 hydroxytryptamin. Tổng hợp có trong chuối sẽ làm tâm trí được thư giãn và tránh xa trầm cảm rất hữu hiệu. Tốt hơn cho hệ tiêu hóa, chuối là loại quả rất có lợi cho hệ tiêu hóa chúng ta, cụ thể nhuận tràng. Với hàm lượng chất xơ phong phú thì chuối sẽ giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa, đồng thời giúp nhuận tràng giảm táo bón với những người mắc chứng táo bón kinh niên, nếu mỗi tối trước khi đi ngủ đều ăn một quả chuối thì bệnh tình sẽ giảm nhẹ được bệnh tật. Hỗ trợ trị chứng tiêu chảy Chất pectin ẩn giấu nơi quả chuối sẽ làm giảm chứng tiêu chảy và giảm nguy cơ ung thư ruột. Bên cạnh đó, những hợp chất có trong loại quả này còn có khả năng kích thích tái tạo niêm mạc dạ dày, tăng tiết dịch nhầy, giảm axit tại những chỗ lét và làm lành các vết loét của dạ dày giảm ợ nóng do công dụng giảm độ axit của một... giảm ợ nóng do công dụng giảm độ axit của chuối cũng góp phần làm giảm ợ nóng cho những ai mắc chứng này cho trí não làm việc hiệu quả việc tạo cho mình thói quen ăn chuối hàng ngày sẽ giúp năng lực học tập và làm việc của bạn được cải thiện một cách tuyệt vời đặc biệt đây chính là phương thuốc tự nhiên nhất cho việc tăng cường trí nhớ cho người già giảm đột quỵ theo một vài nghiên cứu thì nếu bạn ăn chuối đều hàng ngày, nguy cơ đột quỵ của bạn giảm xuống chỉ còn 10. Nguy cơ đột quỵ của bạn giảm xuống chỉ còn 50%, vậy tại sao lại không ăn chuối cơ chứ? Mắt đỡ căng thẳng. Lượng khoáng chất kali có trong chuối chính là thành phần tuyệt vời nhất, có khả năng cân bằng muối trong cơ thể. Bên cạnh đó, chuối còn giúp mắt tránh bị lão hóa sớm do học tập và làm việc căng thẳng. Ăn chuối có tác dụng gì? Ăn chuối có béo không? Với vấn đề này, đáp án cho bạn chính là không. Không những thế, chuối chính là người bạn tuyệt vời cho việc hỗ trợ quá trình giảm cân của chính bạn nữa đấy. Nguyên nhân là bởi hàm lượng chất xơ cùng kali trong chuối có khả năng đốt cháy những mỡ thừa trong cơ thể, từ đó giúp bạn giảm cân nhanh chóng. Chắc chắn rằng sau khi tham khảo video ăn chuối có tác dụng gì, ăn chuối có béo không, thì bạn sẽ ngay lập tức bổ sung loại quả tuyệt vời này vào thực đơn hàng ngày của mình